Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Tuấn Hiệp TV. Chúc mọi người thật nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui trong cuộc sống. Xin chào mọi người. Xin chào mọi người, mình tên là Bảy Sông. Ngày hôm qua thì anh đi tu, anh cũng có xin mình ấy, ra về dưới rẫy anh ấy, đi nhổ lạc ấy. Nhưng mà tầm gần trưa ngày hôm nay thì thấy anh điện cho mình, anh bảo là nhờ mấy anh em ở trên nông trại xuống dưới rẫy anh ấy để mà gọi là giúp anh ấy nhổ lạc cho kịp ấy, tại vì lạc của anh đấy là có một số củ ấy, bây giờ cũng đã là mọc mầm lên rồi ấy. Thì buổi trưa ngày hôm nay thì mình cũng lên để cho một số anh em xuống dưới để hỗ trợ giúp đỡ cho anh đi tu nhổ xong lạc cái để nó lâu nó hư mất ấy. Tu du ra ta có mấy? Já acabando de que de comer, chefe. Já terminou. Manda ele vai levar alguma pessoa ir lá no fazenda do pé bonito. Ajuda ele arrancar Guba dele agora já está em cimento. Já zeminando. Já vê? Já. Aí lá em cima, até quando ele trabalha? Lá em cima, estamos a trabalhar 5. 5? Sim. Gildo. Chef. A ver, você repara já. Todo o grupo lá, vamos comigo, já? Sim. Aí, para ainda lá. Sim. Vamos, vai no que? No fazenda no Nito. Sim, sim. Ajuda dele arrancar jinguba. Sáng nay anh ấy điện cho mình thì cũng khá là trưa đấy, lúc đấy tầm 11 giờ đấy. Anh ấy là kiểu chắc là cũng không có người giúp anh ấy rửa nhà ấy. Chỉ có mẹ với cả chú với gì thì có lẽ là nhổ không kịp ấy. Mình xuống mình hỗ trợ cho anh ấy một chút đấy. Lúc này em có điện lại cho anh thì em hỏi là sao mẹ với cậu với nữ có giúp không ạ? Bảo là mẹ với cậu vẫn đang còn nhổ rẫy của mẹ nên là không giúp được. Chưa nhổ xong à? Chưa nhổ xong. Em qua tôi bảo sáng rồi nè. Thế cháu em hỏi thế thì sao không có anh em hay là cháu gì giúp không? Bảo là cháu thì người thì đi gù lung vào tu thì người thì bận việc này ai chịu giúp. Dạ, por isso eu levar Zildo, ele conhece lá para dele. De minha liga soranga sozinho. Não tem nenhuma família azul. Sim, porque ela disse que vai levar algumas filhas. Sim. Você não nos encontrou, né? Já tá? Sei, pessoal. Sei. Já, vamos. Também vai, vamos. Vamos levar uma nossa roupa. Vamos para o mercado. Vamos levar. Leva. Yeah. Leva já. Hiện tại cũng tới nơi rồi mọi người ạ. Đây này, từ đây không biết đi vào trong cái con xá nữa hay không ấy, nhưng mà phải dừng xe ngoài này chứ không vào trong được ấy. Trời khá là nắng. Nào ơi. Em đi dây đi. Trong xe không có à? Đi. Vamos. Giữ đôi tao. Vâng. Ở đây lạc của họ cũng nhỏ nhỏ giống của mình nhỉ. Ừ. Đấy này, ở đây họ trong lạc cũng cái cũng thấp thấp thôi mọi người ạ. Không cao lắm đâu. Đấy. Ở đây ai trồng đây này, ai trồng đây nhưng mà cũng có trồng theo luống đúng không? Theo hang đúng không? Nhưng mà hang sát lắm anh ạ. Này, à? Hang sát nhau lắm. Ở đây nha. Xong ở đây luôn. Sát nha. Ừ. Hiểu cái này nó không có cái mủ đâu. Como é que é? Obrigado, senhor. O senhor trabalha sozinho? Sim, sim, sozinho. Mas é outro lá em cima? Sim. Nós estamos fazendo aí onde? É mesmo, aqui? Sim, a partir daí do caminho. Aí? Sim. É pequeno, mas é um bocadinho mesmo. Daí. Esse milho é nosso? Sim, esse milho é nosso. Ah, você já vê? Também é nosso. Já vê nosso milho aqui lá em cima, tá com aqui vosso milho, vosso. É a sombra das bananeiras. Mesmo não é sombra. Tá vendo? Mesmo aquele fora, tá vendo? Pequeno. Sim. E ele não tá crescendo. Vixe. É, né? Bapé, mọi người. Đấy. Bapé, mình nằm trong lòng bàn tay, rất là nhỏ luôn. Đấy là bắp quả rẻ anh ấy tu này. Như hôm trước là mọi người có theo dõi cái clip của mình ấy.
cái video của mình thì sẽ biết là anh đi tu còn rất là nhiều rẫy ấy, ở đây với cả ở đi sâu vào trong kia nữa. Nhưng mà ở cái khu vực này thì nhỏ thôi, bé thôi. Dingoba você bocado, não tá muito. Cả cái lạc này cũng bé nhỉ. Như thế này là được đâu? Được thì được rồi, nhưng mà ra rồi. Nhưng mà kiểu cái củ không to nhỉ. Lạc rất là bé luôn. Bé tí, không bằng một đốt ngón tay ấy. Đấy. Pequeno. Muito pequeno. Hã? A chuva foi demais. Mas quando vai sair grosso, quando sai pequeno. Isso o zingoba vermelho ou é branco? Tá misto. Tem vermelho e tem branco. Vou dar de manhã até agora fazer onde? É aquilo, pai. Tá falando muito no chão, a maioria já se ficou demais. Boa tarde. Boa tarde, mamã. Como? Tá colando no chão. Vem aqui para sentar, comer. Não, chefe. Levanta, levanta. Bumba, bumba, rápido, viu? Isso, ô. Oh. Đấy, các bạn ấy ở đây là không biết cách ấy rồi. Làm như này là rất là lâu luôn. Hải hải từng hạt như thế này thì lâu lắm. Anh bảo sẽ bảo các bạn đào một cái hố ạ. À. Sáng nay bỏ cái cây... Cái cây để đập gì? Để bỏ cái bi đến thế này đập. Như thế này là lâu lắm này mọi người. Có những bụi thì cụ cũng có này. Đấy. Não, assim não. Assim muito atrasado. Hoje eu vou assinar uma coisa para fazer rápido isso. Já? Só tem um saco. Nito. Você traz aqui, sabe, hoje coisa não traz saco. Đấy. Làm việc cũng không chuẩn bị rồi. Chỉ có một cái bao như thế này thì... Nhà mình xuống đây thì mình tưởng là ở trong này có hết ấy, nên là không có cầm đi ấy. Thì giờ anh đổ cái báo này ra ở đất lên ấy. Ừ. Xong rồi lại đào hố lấy cái bi đó, cái báo đó đập ra. Ủa thì để như thế này là được mà. Không, phải đào sâu hơn một tí. Ừ. Đào ở vùng này cũng được này, để cho nó nhím ngô cho dễ này. Ờ, ok. Você cavar uma coisa assim. Buraco. Cava um buraco mais grande que aquele saco, já? Vai, outro pra casa. Ranca, ranca. Aí, mình, để mình bay cho các bạn ấy là cái cách mà không có cái dụng cụ để mà là máy móc để mà ấy lạc cho nó nhanh em cũng bê xô xô. Uma bê xô xô. Vai, ranca. Outro vai, ranca. Để ấy luôn á. Mình làm để mình đập cái lạc cho nó nhanh ấy. Chứ còn mà để như thế này là gọi là bứt từng hạt lạc ấy, nó lâu ấy. Đấy. Abrir mais bocado lago. Ờ, bà xã mình là người miền Trung á mọi người, nên là cái lạc này nhiều lắm. Bây giờ có kinh nghiệm. Ngày hôm nay đưa đi là đưa đi là nói chung là ok. Hơi bị chảy ra một tí thôi. Nhưng mà đưa đi vẫn có lời đấy mọi người. Ôi chào ơi, ngồi đây này. Cứ trông như thế này. Nito ra về nè, Nito. Vé, Nito. Ra về. Si tu planta assim. Tá vendo? Você pode dividir, tá vendo? Já plantado aqui eu fiz. Sim, mas é assim tá man, visto, né? Tá muito. Vé, como é que é nosso milho lá, né? Sim, lá tá bom. Đấy. Nói chung là 10 bụi thì như một luôn mà vậy. Bụi nào bụi nấy là cái bắp nó bé tí này, nằm trong lòng bàn tay. Đấy. Đấy, bụi này cũng thể trông nhiều quá ấy, nên nó chất dinh dưỡng nó có đâu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 cây một bụi. Ở đấy là họ sợ là trông cây nó không lên ấy, sợ chết mất ấy. Nên là cứ trông nhiều cây vào như thế. Đấy, khi mà nó mọc được lên như thế thì lại không biết đường đánh tỉa ra ấy. Cứ để như thế thì chất dinh dưỡng nó không có. Ừ, bị nứt hết đấy anh ấy. Đấy. Lạc của anh ấy là bị nứt rồi mọi người ạ. Đây này. Nó lên mâm ấy. Đấy.
Để lâu nữa là coi như là xuôi hỏng bỏng không luôn. Làm một mùa không được cái gì. Cháu không đều được khoan. Cháu lên tới 10 hột tới mắt lên bây giờ đi. Thấy thế nhỉ? Ra với đứa. Ra với. Này về. Cho bà tia kia lên cái ít tên rồi. Ra với. Agora sim, assim, demora muito. Viu, já? Vamos lá. Vem. Tá vendo? Não, chefe, tipo, o nosso fazer assim. O nosso fazer assim, temos que escolher o que tem. Pequeno, pode escolher também. Da boa, vai fazer, escolher não é mais rápido. Sim, mais rápido. Vai. Não sabe nada, só comer. Tudo lá, fica aí. Agora outro, quando o rangá levar lá, é? Deve lá bater. Vai, deixa eu bater lá, meu. Já, vixe, botar lá, longe. Hã? Tá bom, tá muito bom. Mình đi ra ngoài này để đánh cái xe lên trên chỗ này cho nó gần mọi người ạ. Với cả lấy mình được vào uống ấy. Ở đấy thì hầu như toàn bộ là người dân họ đang nhổ lạc hết này. Bố ta được bay. Đấy, họ kiểu cũng như là nhổ lên xong rồi là hái từng hạt một. Đấy mũi tôi. Nesse tempo tem muito. Aqui tem não tira porque. Aquilo foi um esquecimento. Engoba só pouco, esse ano falhou muito. Olha aí. Só aqui arrancar, depois tira assim. Pior arranca, depois tondou lá. Assim demora muito. Sim. E não, fazer conforme tá. Eu fazer aí, tá vendo? Depois vai saber como é que é. Já, pai. Tipo assim, fazer um buraco, meter uma pau aí, tapar em coisa, bater. Quando assim, só bater ele sai tudo. É assim? Rápido. Rápido. Depois vai lá ver. Depois vai lá ver. Já. Lá ainda. Já. Atraso. Já, pai, vem aqui. Đấy, sẵn tiền đấy thì có mấy người dân họ đang nhổ lạc ở đấy, mình sẽ bay cho gặp bà kia luôn. Đấy, phát ra rápido. Những cái kiến thức này thì thực ra thì ở bên nông nghiệp của Việt Nam mình thì gọi là những cái mèo để mà làm cho nó nhanh ấy. À, người ta nói thì lao động thì nói chung là sẽ sáng tạo ấy, nhưng mà bên này thì họ họ làm chậm chạp như thế nhưng họ lại không suy nghĩ ra được cái cách làm ấy. Thà về không mày ta xỉ cà vào ung xỉ được bôi về tú đùm mũi tua xỉ đấy vít có bà tê thà về à xỉ ra bị đủ à gọi là pai à xỉ để mua ra thà về ung đôi tre quatro cinco uma vez só pode tre ou quatro já sai tudo. É isso, apanhar, é isso, rápido. É pô, é mais rápido. Acho que a tática dos outros pais, dos outros anos. Sim. É, anda lá, tá aí. Tá aí, cách làm của nhà mình đấy là rất là nhanh. Só marcar isso na outra direita, tá vendo? Se tem uma barrote, bate rápido. Sim, pode pisar. Isso não tem problema. Aqui não tem nada. Aqui, pisa aqui, bate. Aqui, bate onde tem pau. Já. Tá vendo? Já caí em tudo. Acabou. Né? Tá bom. Só fazer isso. Outro dia fazer assim, tá bom. Tá vendo? Tự nhiên xuống bữa nay xuống đây là rất là may mắn là gặp những người như cả bà ở đây là không biết cái cách này mình chỉ cho luôn, coi như là mình hướng dẫn cho cả bà cái để bữa sau cả bà mua sau hoặc là
có những cái vùng đất nào đấy nữa thì là các bạn có thể là cần áp dụng theo cái hình thức của mình này. Cảm ơn đấy mày. Yeah. Aquí, ¿te puedo así arrancar, tirar así ya cuánto día? Aquí levó tres días. Aquí. Mas cinco pessoas. Đấy, năm người mà ba ngày mà một cái miếng nhỏ nhỏ như thế này thôi là mất năm người ba ngày, tức là phải mất một người như anh đi tu là phải mất khoảng tầm độ 15 ngày đấy. Mất công rất là mất công. Yeah. Tá já vê? Assim também não tira tudo. Quando aluga a pessoa, ele também só acaba o dia. Đấy. Đây này, rất là nhiều cái, nhiều hạt là chỗ hồ không có bứt hết đấy. Đấy. Nhiều, rất là nhiều luôn, hạt còn chắc này. Đấy. Kiểu như là thuế người thì khi các bạc thuế người thì họ lại kiểu như họ làm cho hết ngay mọi người, chứ họ không có, họ làm rất là dối luôn này. Ahí no tengo mucho. Ten. ¿Ves? Aquí está pareciendo güey. Oh, está bien. Ahí. Kiểu như así aluga su peso aluga sin su acabadía. Él no cuenta eso. No. Bây giờ mình phải đi ra ngoài kia đẩy xe vào đây nha mọi người. Đây là Mimi, bà chủ đang trốn vào một góc là... Anh thấy củi đâu à, ừ, một củi tên này hai này. Ba sáu cây mới mình được tương này củ, hình như là không còn nắng hay sao, đất ở đấy nhìn thì có vẻ tốt mà lại sao lại là cũng ít củ mà bắp nó cũng nhỏ nhỉ. Bắp thì anh trồng kiểu này thì làm sao mà để được cây cho to được này. Nhưng mà giống như kiểu cái đất mà phía dưới mà cái chỗ mà cái rầy mà phía dưới chỗ Caluia của anh ấy. Caluia thì dưới đấy nó bắp nó to mà. Người ta trồng ở phía trên mà bãi lạc mà phía trên chỗ mình bỏ xé. Thì thấy nó vẫn to mà. Để ta sao ở đây nhỉ? Này, lạc thì củ nhỏ này. Thì như em thấy là bóng rợp bóng của anh. Bóng nó che hết rồi á. Xung quanh đấy thì hầu như là toàn là chuối ấy. Anh ấy trong chuối để như thế này thì nhiều chuối quá nó bong rấm nó che hết đấy mọi người. Chuối vịt xoay anh ạ. Hình như buổi trưa hôm nay anh không ăn cái gì ấy. Chỉ có nướng bắp ăn hay sao đấy. Đấy em vẫn thấy cầm một cái nồi đi mà. Có anh nấu đi. Anh nấu cái gì trong này? Em thử gọi có gì đấy nha. Ừ, vẫn cầm cái gạo với mì đi này. Gạo, cái đấy. Gì đấy? Gạo với mì. Với hành, với muối, không có gì là hết. Đã cầm đi mà không kịp nấu ấy. Nito, ở dưới nào cozinha? Já tá comendo milho grelha, né? Sim, às 6h30 da manhã. Ei. ¿Está fome o no? Sí, tomamos fome. ¿No tem, no tem agua? No, no tem. Agua Mimi va a ayudar a cocinar. ¿O fica mañana? Oh, no. Yeah. Nắng lắm mọi người ạ. Ngày hôm nay trời rất là nắng quá. ¿Y después va a catar agua o no? Ở dưới đó có một con chuối à anh? Ừ, chuối ở dưới đấy nhưng mà có thấy nước đâu. Đi lên đấy làm rồi không còn nước cái đâu, lâu uống nước chuối luôn hay sao ấy. Đi xuống qua đây, tuần này ra qua đây rồi. Ê,
Essa é da torneira, nós subimos de casa. Ah, isso o bebê. Bebê tem que ferver, bebê assim também tá mal. Hã? Ah? Essa água é da torneira, nós subimos de casa. Em mi sẽ giúp anh đi tu là nấu luôn, nấu ăn luôn. Để cho anh ra anh làm cho kịp ấy. Nấu tên đôi Pedro. Nhưng mà mình nghỉ thì từng nay lạc thì nhổ trong ngày hôm nay cũng không thể hết được. Anh ấy bảo là từ phía dưới đó này. Đến tận trên này sẽ sống đi ngang thế này nữa. Ở khi tâm mấy? À khi tên quan tờ qua quan tên metro. Ừ. Hả? Aqui la frente. Aqui assim tem 48. Lavra nosso tem quanto? A lavra que está lá? Aqui. Aqui, aqui tem quanto? Não, o terreno tem 60 de 40. 60 por 40? Sim, sim. 60 por 40. 60 por 40. Chỗ này thì cũng nhỏ thôi. Nhưng mà một người làm từng này thì cũng được rồi. Rẩy của mẹ anh ấy thì con xa này kìa. Mình này có hỏi anh ấy là sao lại không đổi rẩy cho mẹ anh ấy. Để mẹ làm chỗ gần này này, rồi anh đi lên cái chỗ xa kia mà làm. Nghe anh ấy bảo là mẹ anh cũng thích vậy. Chắc là đặt tên đó đẹp hơn. Nha. Đúng. Mai depois vai passar aqui? Sim, amanhã depois vai me chamar na estrada. Vai passar aqui. Mẹ anh kêu đi rẩy là sẽ về ngang qua đây và gọi sẽ gọi anh để đi về cùng luôn. Mas hoje vai lá para com quem? A mãe foi contigo e a sobrinha. Ah. Aquela é filha do irmão? Sim, aquela é filha da minha irmã. Em thử coi sao nấu cả gạo cả mi luôn à? Chắc là ăn thập cẩm. Hỏi anh thử. Cozinha arroz com massa junto. Sim. Óleo tem? Tem. Dá óleo. Có một cái đùm ấy mà. Muối. Không, đúng dâu mà. Em. Này anh thấy mà em không thấy. Ồ, mặt với mũi. Đấy, thực là ngày hôm nay thì anh ấy đã đem đồ này lên rồi mọi người. Đấy, thì mình giới thiệu thôi nhưng mà. Cái món mà gạo nấu chung với mì như thế này thì mình cũng có lẽ là lần đầu mới thấy đấy. Vậy là nấu kiểu ướt à hay là nấu kiểu gì đấy? Anh ấy nấu kiểu dâu như thế này này. Phi hành lên xong rồi là đảo gạo xong bỏ nước vào là được. Những cái món này là mình quá rành luôn. Mà xã nhà mình rành những cái món ăn của gọi là người dân bản địa đây lắm. Mà xã mình có thể là nấu được món phun luôn mọi người. Đánh gà phun này. Nấu những cái món phun kể cả phun cá, rồi phun thịt bò, rồi phun thịt dê, rồi phun lòng bò, rồi phun thịt heo rừng. Nói chung là các món phun luôn. Nấu cả ký giác ca, nấu cả cái đầu bắp theo cái kiểu hình thức là nấu nước chán ấy. Là nấu được hết. Mà tại vì vợ mình đam mê về ẩm thực của Angola mà. Bây giờ là gọi là Angolana rồi đấy. Tú đu này. Thế mày. Dạo này bây giờ còn được đâu mà vô nè. Còn một ít đấy. Hả? Còn một ít. Một ít thì để nấu chứ có vô được đâu. Vô thì hết mất cái chứ. Vô một nước thôi. Dạ bố đều bố yêu bùm bà, để xa được bố yêu vào. Một đây luôn. Gạo á? Vâng. Này. Gạo này, gạo không biết là mua ở đâu nhưng mà chắc mua ở ngoài những cái tiệm tạp hóa nhỏ nhỏ của người Angola bán này, mọt nhiều lắm. Mọt với cả những cái gì bẩn bẩn ấy, như kiểu bùi ấy. Mình là vỏ gạo chứ con người Angola ở bên này là đổ vào nấu luôn đấy mọi người. Nấu trực tiếp luôn, chả vó việc gì cả. Thơm ơi, thơm ơi. Bên này toàn là kiểu chiến gạo như thế này mọi người này. Mà là đảo quá gạo đấy. Ở bên này nấu ăn là nấu cơm là toàn phải bỏ dâu vì muối à? Để cho khô cho nó ngấm hay sao ấy. Muối bỏ vừa thôi. Đấy là ngày hôm nay sẽ quay gọi là ẩm thực châu Phi. Châu Phi nha mọi người.
Nito, dạ tắp luôn. Cơm chín đi anh. Cơm chín đây này. Nhặt cá đi không nó chảy mất. Không em dập than đây. Em dập than để dưới cho có xẻm này. Ôi là. Không mấy ra. Xong rồi dismayar. Ta kí trát. Sáng giờ là anh ấy theo làm em mọi người. Theo làm không có thời gian để mà nấu luôn ấy. Mày cùng đưa các bạn xuống đây hỗ trợ chứ. Để anh mà đào hết thứ này lạc thì chẳng biết đến khi nào. Cái đầu tiên đó. Cái này ngay khoảng một ngày mai nữa thì không biết có xong không biết à. Đó sẽ xem ta có mẹ. Yeah. Làm gì mà phải khổ như thế này. Ăn mà bây giờ cứ đứng cho khổ. Sẽ gà xài lý? Mấy? Xài lý. Xìm, xài lý ta bùng. Dạ. Xài lý ta mấy mà bùng. Ăn chỉ có gọi là gạo với mì nấu chúng với dâu thôi. Với muối chứ không có cái gì ăn hay mà ghê. Ngày mai thì có lẽ là cho thêm cả bàn ấy vào trong này làm giúp anh cho xong luôn nhỉ. Dạ. Xong này máy hoặc là cho hai người ở nhà, hai bàn trồng ở ngoài vườn á. Ừ. Ở nhà xém nhà rồi để tưới luôn á. Là con toàn bộ cho lá vào lại để bàn rô ra cùng cho vào đây để nấu ăn luôn. Ừ, để xem nào đã. À xin mama ta mình foi na lavra leva ta mình comida. Sim, levou também arroz. Mama zinguba muito. É muita zinguba. Mamá, com você, qual é mais muito? É a mãe. Mais muito? Sim. É. A mãe tem quatro metades desse tipo. Ah. Sim. Ela tem mais zinguba que sou eu. Cadê? Aí, Anne, irá sempre acabar lá. Comer, já? Bom apetite. Sim. Ainda tem aqui, já? Os outros também vão comer depois, mãe. Ana, ele já comeu lá no fazenda. Tá bem. Dormiu, vó, que? Khá là lâu đấy. Em nghĩ chắc ngày mai cũng không xong đâu. Bởi vì con dọc lên đây đúng không? Con ngang sang phía bên này này thì em nghĩ là không xong. Thôi cứ hỗ trợ được tới đâu thì tham tới đấy. Đây là vì á. Đấy, cho con. Nhớ đến đập này nó nhánh mà. Thì con mà ngồi bè bè như thế thì biết khi nào cho xong nhỉ? Ừ. Đã tắp rồi. Batida. Não, você bate. Logo quase é quando o cheio, né? Limba, mete na saco, nós vamos. Né? Yeah. Isso é um saco, chefe. Ele tem uma que ele bano, ele disse vai meter lá dentro que ele bano. Entendeu? Nếu mà làm cách này thì nếu mà có cái bánh xe đạp ấy, xong rồi có một cái tay cầm quay, quay thế này này, thế là bỏ lạc vào trong nó cũng quật đi chứ. Cũng được. Hiện tại thì bây giờ các bạn cũng nhổ được cả khá lên thế này rồi mọi người này. Mà sáng nay anh điền muộn quá ấy. Anh điền vào tâm lúc đấy là gần 11 giờ rồi, gần trưa rồi, nên là phải cho các bạn ăn uống xong xuôi rồi mới chở các bạn vào ấy. Với một phần là em thấy đất ở đấy á thì đẹp, nhưng mà bữa giờ nắng nhiều á thì nó khô hết nên là cũng khó nhổ, phải dùng cuộc đấy anh. Nhổ nó đứt hết đấy, đứt hết củ nằm ở phía dưới ấy. Đã đi phì xin đấy. Một cây mà chỉ có được mấy củ này. Thế này thì làm sao mà có hiệu quả được nhỉ? Không biết lạc của mình bữa sau có được nhiều củ không nhỉ? Lạc của mình là phải trơ mưa chứ không á. Cũng khó nhổ bởi vì đất trên mình là đất cứng ấy. Hôm qua mà chỉ cần mưa cho một trận to á. Là hôm nay nhổ được dễ dàng nhỉ? Ừ. Thôi bây giờ mình tạm dừng cái video ở đây đã nha mọi người. Mình hỗ trợ giúp đỡ nhổ cho nó nhanh ấy. Đôi thì đến chiều này về thì mình sẽ lấy cái hình tiếp cho mọi người xem. Nhà mình vừa mới ở trong rẫy về mọi người. Hiện tại thì về tới nhà mẹ của anh đi tu rồi.
ngày hôm nay thì khá là nắng. Nói chung là máy là nhà mình tới làm ấy mọi người. Mình đưa anh em xuống hồ chứ một mình anh đi tu mà làm được ở dưới đấy mà chắc là cũng phải mất khá là lâu, mất cả tuần ấy. Ngày mai nữa thì cũng chưa xong, nhưng mà ngày mai thì mình lại cho mấy anh em xuống làm thêm một ngày nữa là ok thôi. Lạc thì đây này. Đấy, thu được ba cái báo vừa vừa như thế này, nói chung là ba nửa báo thôi. Thì mỗi lần về đây là nhờ tới bé đi tí xe mọi người. Naquele día te ve Elena da pusa mai que luz aqui. Sim, sim. Por causa dos homens da ideia. Ah. Quando eles virem, vão falar. Ah. Yeah. Você não enfia o tal meu mãe. Yeah. Ah, Nito, vem. Ô, isso. Isso é, tem aqui 10 kg de arroz. Tá bem, pai. Isso tem uma senhora da mamã. Tá bem, obrigado. Yeah, mãe? Tá bem, bom, pai. Sim. Obrigado, Janus. Yeah? Sim, sim. Hoje, conforme tá, eu e te ajudo a passar aqui casa na mãe também, trouxe já. Tá bem, yeah? tá bem. Uhum. Yeah, leva agora. Obrigado, irmão. Đây là cái gạo mà của cô Loan ấy. Cô Lê Kiều Loan ở thành phố Hồ Chí Minh, cô có gửi tặng cho mẹ anh đi tu này, với cả gửi một số tiền nữa, nhưng mà tiền thì chút nữa là mình sẽ đi vào trong mình đưa ấy. Tại ở ngoài này mình đưa cảm thấy nó không an toàn đâu mọi người. À, đi vào, mua đây đi vào. Obrigado, papa. À, de nada. Yeah, também aqui tem aquele senhora também dá dinheiro para a mamá. Yeah, agora também, sim. Não, isso sou uma povo vietnamita. Irmão do papai, quem viu o dinheiro que está dando, sempre apoio, mamãe. Muito obrigado, meu pai. Muito obrigado, papai. Ele que sou tiên là 13.000, mọi người. 13.000 con giá thế. Mình cũng đưa cho mẹ anh đi tu luôn. Là của cô Lê Kiều Loan đấy, mọi người. Cô Lê Kiều Loan thì cô có gửi tiền sang đấy, nhớ mình mua cho mẹ anh đi tu này. Bàn xuống này. Chỉ vì là mỗi người là 10 cân gạo ấy. 10 kỳ gạo với lại con số tiền dư ấy thì lại chia đều ra cho cả ba nhà ấy. Mình cũng đã mua gạo rồi thì con tiền đấy dư ra thì mình cũng chia ra, thì còn 13.000 thì mình đưa gửi cho mẹ của anh đi tu luôn. Ấy à. Dạ, vô đã bê mày. Dạ, tá bem, papá, muito obrigado já. Quero falar. Não quero falar. Uma coisa para agradecer dela. Aquela senhora. Pedindo obrigado, obrigado mesmo. Muito obrigado, papai. Yeah. Muito nós obrigado. Estamos a contar com essas ofertas. Muito obrigado, papai. Muito obrigado, papai. Yeah, tá fixe. Obrigado. Nói chung là cảm ơn của ba thì cũng ăn con và xúc tích thôi. Mano Nito. Mãe. Você é assim, posso falar? Porque a pessoa ajuda a mamãe você. Sim. Muito obrigada à família vietnamita por esse agradecimento, o apoio que já temos dado sempre. Primeira coisa é agradecer mesmo a mamãe e o pai que estão aqui presentes, que nos trazem esse apoio todos os dias, todo o tempo. Outro agradecimento é a família vietnamita. Muito obrigado por tudo que têm feito por nós. Ficamos muito, muito agradecidos com esse apoio. Também, agora sabe quem? Sim, tem mãe. Que falar uma obrigado vietnamita. Tá é. Bem, sim, sim. Cảm ơn cô Loan. Cảm ơn cô Loan. Cảm ơn cô Loan. Cô Loan. Cô Loan. Cô Loan. Fala. De novo. Cảm ơn cô Loan. É mesmo. Muito obrigado. Já tá bom. Vou de que. Vamos fora para que. Aqui na muito quente. É depois a mamãe acaba. Amanhã cedo, já? Amanhã cedo. Todo o pessoal. Ouvis, né? Sim. Amanhã vem cedo aqui no coso, depois ele vai andar junto dele lá. Até na lavra. Até na lavra, né? Vale, contra ele. Buổi trưa mình đưa cơm vào cho cả bạn được. Buổi giờ, có lẽ là ngày mai là mình, tại vì buổi sáng thường là mình phải cái công việc của mình nữa, nên là mình không thể là chở các bạn đi vào trong rẫy được. Thì mình có nói là các bạn là ngày mai tới đấy rồi đi bộ vào trong này ấy.
đi bộ vào trong rẫy, đi lên đấy thì cách khoảng vào trong đấy cách khoảng 2 cây mọi người ạ. Để cho các bạn đi rồi buổi trưa thì mình sẽ lên trên nông trại mình đưa cơm vào trong đấy, chứ ở trong đấy nấu nướng nó khó ấy, nước nôi không khó ấy. Tô đồ rau viu. Si si. À, dạ. Cảm ơn nha. Nè bà riêng à? Nó bê bê á? Bây giờ thì cũng khá là buồn rồi, thì mình cũng xin tạm dừng video ở đây để con chở các bạn vào trong về trong thành phố nữa. Mọi người để cho Hiệp một đăng ký kênh, một like, một share để giúp cho kênh Hiệp phát triển hơn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào.